Năm. Cha con mời chú Năm qua nhậu. Trời ơi, mới sáng sớm nè. Thôi con về nói với cha chú không có nhậu đâu. Sáng thấy mệt quá à. Có mấy cô bạn của mẹ con qua nữa. Ừ, con về nói với cha chú xuất miệng chú qua liền. Có vợ của chú bảnh nữa. Thôi con về nói với cha. Chú Năm bệnh luôn rồi. Đi dạ. Nó ăn nhậu đây về rồi nó chửi nó quánh mình ở chứ đâu. Nè, mình quen nhau cũng 5 ngày rồi. Mình lụm 4 ngày rồi. Bây giờ tôi chán. Trời ơi đau đớn cho ta. Nàng đã hãy đời ta rồi bỏ ta một mình. Cầm nén bạc trên tay mà đầu gối lung lung. Trai đã mất phải chỉ ngày xưa ta cam sống cần thở hồn giờ biết làm sao khi đời ta đã mất chinh. Nàng đuổi ta đi, giờ ta biết về đâu. Ôi 4 ngày qua chỉ có 300 ngàn. Ôi 4 ngày mà thân thể xác sơn. Đầu gối rung rung thằng con sùng ơi hỡi phụ tùng ta nuôi dưỡng mấy mười năm. Thôi kệ, có nhiêu nhận nhiêu đi, mình còn đi tìm mấy mối khác nữa, có đỡ hơn không? Dù sao cũng đỡ hơn đi làm hồn. Ê ông gì? Hồi nãy tôi với ông đi đám đó, ông có để ý gì không? Để ý gì? Thì mấy anh đằng đám đó. Sao? Ai cũng chằm trồ tôi hết trơn á, nói là tôi đẹp. Ước gì có được người vợ như tôi vậy đó. Tôi chờ. À, gì ông có tối mà chê tôi không à? Ủa? Vậy có gì đâu mà lạ? Người ta thường nói á, cá nó ở trong lờ thì nó lờ đờ con mắt. Mà con lươn bên ngoài á, nó ngút mắt nó muốn chui vô. Thôi ông lựa trong cuộc đi, rồi biết. Có lon vô thử đi, rồi hiểu cảnh điện anh. Bên ngoài thì chầm trồ vậy. Đó, vô biết à. Tới giờ thuốc rồi, ngồi dịu thuốc nè. Rồi ông kể coi cái sự vụ gì mà bị đánh giữa trời vậy. Tôi có làm gì đâu. Tôi đang đi gì đó, khi tôi gặp hai thằng chạy xe tới. Khi nó tốt, lên hỏi anh ơi, đường nào đến bệnh viện. Cái tôi nói, mà chạy xuống đây nè, xuống cái đường này nè. Cái đầu nó hồn xe xuống cái đường đó. Cuối cùng nó quậy xe lên, nó quánh tôi. Nó nói cái đường này, cái đường cùng, xuống cái bãi cừ mé sông, xong cái chỉ tôi xuống đó. Nó nói, thì mày chạy mẹ nó xuống đây đi, rồi tự động ta chở mày đến bệnh viện à. Trời ơi, bỏ xe bên, nó đập tôi trời. Cuối cùng nó không thấy bệnh viện, mà ông thấy bệnh viện. Vậy chứ tôi có biết bệnh viện đâu. Tôi không biết chỉ ta chi vậy ông nội. Ủa mà tôi nói đúng mà. Chứ nó chạy mẹ xuống sông xuống cừ rồi đó. Ôi trời. Thì tự động ta chở nó đi ra khỏi công tiệm. Vậy đó mà nó quánh được. Ông bị đánh cũng đáng lắm nữa. Mười mốt quá đi ra đường không biết thì đừng chỉ ta nghe.
Rồi uống thuốc đi, lấy thuốc xuống. Anh ơi. Dì. Sao mà có những cặp vợ chồng mà sao mà thích ngoại tình quá vậy? Ủa mà ngoại tình được gì, mắc gì mà sao mà hỏi là ngoại tình à? Thì cũng có được có mắc. Rồi được cái gì, mắc cái gì? Được á, là được quan hệ. Còn mắc hả? Mắc nhiều thứ lắm. Mắc cái gì mà nhiều thứ? Mắc sức khỏe nè, mắc tiền, mắc của nè, thì thậm chí mắc quyền lợi dạy dỗ con. Làm bậy bạ đó, nó đâu có nghe lời đâu mà dạy dỗ nó. Nói chung là được có một cái à mà mắc nhiều cái lắm. Nhưng mà tại kiềm chế không lợi, làm bậy gì thôi. Được một mà mắc tới 10 lần. Sao hôm gài tôi không thấy bà ăn uống gì chứ nhỉ? Tôi nhịn ăn để giảm cân. Em ơi đừng cố giảm cân, cũng đừng thay đổi bản thân ngoại hình. Một khi tôi đã yêu mình thì ở trong con mắt em chỉ là con trâu sình vậy thôi. Tôi là trời. Bây giờ tôi phải bể đầu. Lúc rút vào á thì hiên ngang hùng dũng, lúc rút ra ấy cha cha cục ngủng thấy thương. Sao bà rảnh quá. Trời ơi, sửa chiếc xe. Mà anh ơi. Gì? Nếu có kiếp sau anh chịu làm chồng em không? Thôi, ngoài đi kiếp sau tôi làm trâu ngựa cho bà ha. Thôi, làm chồng được rồi. À, hay là kiếp này đối xử tệ với tôi nè, kiếp sau làm trâu bò đặng bù đắp nữa phải không? Không phải. Kiếp sau tôi nguyện làm con trâu đi, đặng nó cài ban ngày không à. Còn tôi bây giờ vừa cài ngày cài đêm, cực khổ lắm. Tôi để làm trâu thôi. Ông sao không đi lo kiếm việc làm rồi đi. Việc làm ở đâu có mà đi trời. Thì mấy bạn ông đó, nó rủ ông lên Tây Ninh á, cầm mũ cao su đó. Thôi đi, ở Tây Ninh ma dữ lắm. Ma ở đâu đó trời. Trời ơi, bà không thấy mấy người chết hả? Hở hở nước thầy tụng cho về Tây Phương Cực Lạc. Cuối cùng mà có phước hạnh gì đâu mà về tới Tây Phương Cực Lạc, về tới Tây Ninh xuống trời. Nên chỗ giờ ma dữ lắm. Tại họ hiểu sai thôi. Chứ Phật á, người ta đã nói rồi, Phật chỉ đường thôi. Mọi người tự đốt đuốc lên mà đi. Phật không có ban phước hoặc là giáng tội ai. Thôi còn sống làm cái chuyện thất đức gì không à, tới chết cái rước thầy tụng cho gì Tây Phương. Cuối cùng về tới Tây Ninh xuống chơi. Mình ở đó dùm hai dữ lắm, tôi không đi đâu. Nói ra là biết làm biến rồi. Thôi mà, ở Tây Ninh ma lắm. Gà cái đầu mà sợ ma. Đó, mỗi lần dặn là chạy cả mưa ngồi vậy đó. Tôi không có vô đâu. Thôi đi vô đi. Không. Trời, mới cãi mấy tiếng thì chạy đâu nữa rồi trời. Ôi trời trời. Trời mưa làm gì mà cái đây bà nội. Đó, mỗi lần dặn là chạy cả mưa ngồi vậy đó. Tôi không có vô đâu. Thôi đi vô đi. Không. Hồi đó ông nói sao? Trời mưa ướt lấy đồ xanh. Ừ. Ướt anh chịu, ướt em anh buồn. Trời ơi, lại cho buồn chết nữa. Trời ơi trời. Vậy là bà dặm mưa ướt cho tôi buồn đó hả? Ừ. Thôi chửi thôi, chửi thôi nè. Đi bỏ thuốc. Trời ơi, tôi bỏ tay luôn rồi. Ờ ngồi đó đi ha, tôi buồn lắm rồi mà tôi buồn ngủ. Rồi để tôi đi ngủ, ngồi đó đi ha. Bỏ tay luôn, tôi đi ngủ à.